Chào anh chị cô bác nha. Hôm nay ngày chủ nhật cuối tuần này, tâm làm cái video tổng hợp để cho anh chị em bà con mình tham khảo những xe hiện có tại công ty ô tô Duy Tâm nha anh chị. Con xe đầu tiên tôi muốn giới thiệu đến nhà mình là con i10 bản đủ 2016. Động cơ là 4 máy 1.2. Xe này đẹp nha anh chị, không lỗi ha, máy zin hết. Này bên tâm bán cho anh chị là 238 triệu. Nay tâm để cho anh chị là 230 triệu nha. Cái xe nào chậm chậm cứ xả nhanh cho nó được việc ha, chứ để riết ở đây thì cũng vậy thôi. Này là bản đủ nhất luôn anh chị, 4 máy 1.2 bản đủ 2016 nhập khẩu Ấn Độ, 230 anh chị, số sàn nha, 230. Accent bản thiếu 2018, động cơ là 1.4. Riêng cái dòng Accent thì nó chỉ có đầu một cái khối động cơ là 1.4 thôi, bản đủ bản thiếu gì cũng khối động cơ giống nhau hết nha anh chị. Xe này màu trắng ngọc trai 2018, odo chạy được 6 mấy ngàn, xe không lỗi lầm gì hết. Một chủ mua mới đăng kiểm thì mới đăng kiểm tháng 10 2025, tức là còn 2 năm nữa. Chất xe thì đẹp, máy rin không lỗi lầm. Xe này bên tâm bán bản thiếu nhưng mà được lên khá là nhiều đồ chơi, ví dụ như là ghế da, màn hình, rồi mâm đúc trần thì còn nguyên rin. Em này thì tâm đang bán cho anh chị là 298 triệu, hôm nay tâm để cho anh chị là 290 nha. 290 Hyundai Accent, số sàn 2018, form mới 290. Máy rin nha anh chị, xe đẹp, biển số 65, màu trắng ngọc trai không lỗi ha. Odo là chạy 8 mấy 90 ngàn. Em này là Vios, Vios số sàn bản E bản đủ nha, màu đỏ đô 2020, Euro chạy được 40 ngàn. Chất xe thì riêng đó, đăng kiểm mới, đăng kiểm tới tháng 10 2025, đang bán cho anh chị là 368 triệu, hôm nay để 365 nha. 2020, 40 ngàn cây số đó, xe nguyên riêng không lỗi lầm ha, đẹp lắm, bán cho anh chị là 368, hôm nay để cho anh chị là 365, đăng kiểm mới, đăng kiểm mới rồi luôn, 365 2020, odo 40 ngàn, vỏ lốp còn rất là tốt, rin đẹp từ trong ra ngoài ha, 360 triệu, 365 triệu chứ quên. Em này là cái em vô duyên mà lâu nhất luôn, 209 Daewoo City, bữa đổi của khách mà đẹp lắm, đang bán là 155 triệu, hôm nay tâm giảm xuống 140 anh chị, 140 là ngay vốn luôn, đừng có bớt đừng gì hết nha. Này được vỏ mới, máy êm, chất xe đẹp, 140, đăng kiểm còn, nói chung là mọi thứ là tốt hết, chuẩn hết, rất là vừa ý và ưng bụng. 140 bốn vỏ thì còn khá là tốt và đăng kiểm còn dài, nội thất thì ghế nỉ rin hết và còn xanh đẹp lắm, 140 nha anh chị. Đang bán là 155 triệu, hôm nay tâm để cho anh chị 140 Daewoo La City 209 đó, động cơ là 1.5, số sàn nha, xe đẹp xe nha anh chị. Em này là Kia Rio, Kia Rio nhập khẩu Ấn Độ, số sàn 70 ngàn cây số, đời 2016, một chủ mua mới từ đầu, xe được sở hữu màu bạc, 70 ngàn cây số anh chị, nội thất nỉ rin hết, máy rin 100% nha, nắp cò chưa mở, keo chỉ không đụng đậy, không mắc một phân nào, biển số 93 Bình Phước 05655. Xe này được sở hữu màu bạc nha anh chị. Đó, xe động cơ là 1.4, nhập khẩu Hàn Quốc 2016, một chủ mua mới, chưa lên đồ chơi gì hết nha. Xe đẹp anh chị, xe đẹp, qua lăng cần số đẹp, nội thất rất là tươi và đẹp luôn ha, không lỗi lầm nha anh chị, máy móc là nguyên rin hết, động cơ hộp số máy móc nguyên rin, chất xe cứng vừa ý, vỏ lốp thì còn ok, đăng kiểm hình như là đăng kiểm mới, đăng kiểm còn tới tháng 3 2024. Xe bây giờ đăng kiểm nó khỏe lắm, trạm đăng kiểm rất là trống và ế, nên ra cái là đăng kiểm được liền, nên không phải như cái tình trạng trước kia nữa nha anh chị. Em này là Morning 2011 bản đủ, bản Sport, đăng kiểm còn tới tháng 8 2024, odo 65 ngàn, xe thì còn rin, chất xe đẹp, động cơ là 1.1, 4 máy bản đủ nha anh chị. Bản đủ thì nó có túi khí an toàn,
nó có máy lạnh auto và được trang bị đồ chơi là màn hình cam ve, cam hành trình đầy đủ. Chắc xe vừa ý anh chị. Cái này bên Tâm bán cho anh chị là 205 triệu nha. 205. 205 nha anh chị. Có thể giảm cho anh chị 1 2 triệu lọc nữa ha. Bản đủ XI, bản đủ Sport 2011. Kia Morning số tự động. 202 triệu nha anh chị. 202. City 2015. Màu đỏ mận. Xe chắc xe cực kỳ đẹp nha anh chị. Odo chạy đâu đó khoảng 70.000. Máy móc nguyên zin chưa đụng chạm và keo chỉ cũng như là máy móc động cơ hộp số zin hết. Cái này bên Tâm đang bán cho anh chị là 345 triệu. Hôm nay để cho anh chị là 320 triệu nha. 320 triệu là cắt lỗ luôn anh chị. Cắt lỗ lỗ tiền công với lỗ tiền hồ sơ. Có nghĩa là cái xe mà nó nằm đây chậm là bên Tâm sẽ nhất định là sẽ xả vàng để lấy vốn là mua xe khác ha. Chắc xe zin hết nha anh chị. Nội thất này. Cái này nó có đề nổi startup, cân bằng điện tử, gập gương auto và được lên màn hình Android rồi. Chắc xe zin và chuẩn á. Máy móc thì zin hết nha. Cái này bên Tâm đang bán là 345 triệu. Hôm nay Tâm giảm xuống còn 320 triệu bao hồ sơ nha anh chị. Honda City số tự động, động cơ là 1.5. Phân khúc City thì cái khoang khoang ngồi của hàng ghế sau nó rất là rộng rãi anh chị. Tiết kiệm nhiên liệu và chi phí sửa chữa cực kỳ thấp và bền, chạy êm nhẹ như ý. Tâm bán cho anh chị là 320 nha. 320 là chắc hết bớt được anh chị ơi, lỗ vốn mà, lỗ mấy triệu tiền hồ sơ với tiền công. Đây là Vios 2022, 20.000 cây số, số tự động bản E. 2022 form mới hoàn toàn nha anh chị. 21 là đã form mới rồi, cái này 22 form mới hoàn toàn, Odo chạy chuẩn 20 20 hai mấy ngàn gì đó. Mà chắc xe thì sơn zin hầu như là hết xe luôn á. Đẹp lắm. Màn hình cam ve đầy đủ. Đang đang chạy là 2022. Chạy được 20.000 cây số. Đó, số tự động, xe mới tinh nè. Một chủ mua mới, sơn zin là trên 95%, 98%. Không lỗi lầm, vỏ lốp zin hết. Bánh xe cua chưa xài. Xe này cản trước cản sau chưa tốt luôn chị. Tâm đang bán là 450, hôm nay giảm xuống là 445 nha chị. 445 2022 Vios bản E 2022 445 triệu ha. 445 bao hồ sơ. Xe này là bản E 2022 số tự động. Động cơ là 1.5, đăng kiểm còn tới tháng 11 2024. 2022 nó có đèn bi cầu rồi anh chị. Form mới ha, biển số Bình Dương, một chủ mua mới. Em này là Vios bản E số sàn đời 2019 màu cát vàng. Số sàn bản E 2019 thì nó có 7 túi khí nha chị. Nó sẽ cắt giảm đi những cái để nó thêm cái túi khí. Ví dụ như nó không có gập gương, nó không có tích hợp xi nhan trên gương. Nó trang bị thêm 7 túi khí, nó mắc tiền hơn nha chị. Một túi khí gì là nhiều tiền lắm á. Nó mắc hơn 30-40 triệu gì á, tổng thành xe. Cái này thì bên Tâm đang bán cho anh chị là 355 triệu. Hôm nay giảm xuống cho anh chị là 345 triệu nha. 345 triệu cho con xe Vios bản E số sàn đời 2019. Bản E số sàn đời 2019 7 túi khí an toàn. Odo chạy 60-70 ngàn gì, xe rất là sạch và đẹp luôn. Có cân bằng điện tử, có 7 túi khí an toàn. Vỏ lốp thì còn tốt, đăng kiểm thì còn tới tháng 9 2025, rồi tức là còn 2 năm nữa anh chị. Biển số 93 Bình Phước, anh chị nhớ bản số. Cái xe nào vừa ý thì chụp màn hình gửi qua Tâm gửi video nha. Màu vàng cát, xe zin không lỗi, nước sơn zin còn rất là nhiều. Đó, đăng kiểm mới, vỏ còn tốt. Mọi thứ là tuyệt vời, có đồ chơi đầy đủ rồi. Không cần phải đầu tư nữa nha. Đèn cực kỳ sáng luôn, bốn vỏ mới, đăng kiểm mới. Nội thất ghế da, màn hình đầy đủ. Bán cho anh chị là 345 triệu, giảm 10 triệu còn 345 nha. Vios bản E số sàn 2018 form mới, đăng ký lăn bánh 2019 màu vàng cát. Xe này gốc Bình Dương, biển Bình Dương. Odo chạy 60-70 ngàn gì đó. Đó, đăng kiểm thì còn tới tháng 8 2024. Vỏ lốp thì còn được, nội thất thì đẹp anh chị, đẹp sạch sạch đẹp. Nỉ rin ở trong còn, bọc lại ghế da, có màn hình, có cam ve, nội thất rin đẹp. 7 túi khí an toàn. Xe này thì chắc xe vừa ý anh chị, sơn rin từ đầu tới đuôi hầu như là trên 90% là sơn rin tốt, rất là ít cản khí rồi còn rin hết. Màu vàng cát, biển số Bình Dương 335 triệu. Đó, Vios màu vàng cát, biển số Bình Dương 335.
Có thể để cho anh chị là 332 cũng được nha, 332 bớt 3 triệu còn 332. Đó, anh chị cứ đến xem thực tế nha, cái nào vừa ý thì chốt. Em này, Kia Sorento 2017, động cơ là 2.0 bản full nhất luôn. Số tự động, máy xăng, 5 chỗ ngồi. 2017 nha anh chị, xe chạy xe này 60.000. 66.000. Nội thất rất là mới anh chị, nội thất rất là mới. Có cửa sổ trời, có ga tự động, có lẫy chuyển số thể thao, có cân bằng điện tử, có rất là nhiều thứ ha. Có 3 chế độ lái nữa. À, bản 2.0 cửa sổ trời là bản cao cấp nhất rồi anh chị. Còn bản 1.6 nữa, bản 1.6 cũng có cửa sổ trời nhưng mà bản này cao hơn ha. Này Tâm đang bán là 4 435 giảm xuống 425. Giảm xuống 425 nha anh chị. Này là đang bán nhiêu? 42 giảm 425, hôm nay để cho anh chị là 420 nha. Vẫn chưa bán được, để cho anh chị 420. Bữa Tâm có 3 4 con giống vậy là bán hết, còn con màu đỏ này. Biển Sài Gòn, gốc Sài Gòn một chủ mua mới. 420 để cho anh chị ha. Em này Corolla 1.8, Corolla 1.8G 2000, đời 2000. Xe thì máy móc thì khỏi chê, máy lạnh cực kỳ là mát. Mình thùng thì không có một miếng mục mọt gì hết nha. Chắc xe đẹp lắm. Xe vừa ý, Tâm đang bán là 135, hôm nay để cho anh chị là 120. 120 triệu cho con Corolla đời 2000. Chắc xe ưng ý anh chị. Chạy vừa ý luôn, êm ru. Vỏ lốp thì còn còn mới, mâm đúc và đăng kiểm thì còn tới tháng 12 2023. Đăng kiểm thì khỏi lo nha, cần thiết Tâm đăng kiểm lại cho nhà mình cũng được. Biển số Đồng Nai 60K. Màu xanh anh chị, màu xanh mực. Cái này Tâm để cho anh chị là 120 nha, bao hồ sơ. Nếu 120 mà bán thì đã lỗ 15 triệu anh chị. Cái này bữa thâu lại của anh khách là 135 triệu, về làm phuộc làm đồ tùm lum hết, giờ bán cho anh chị 120. Cái máy chạy ngọt lắm, rất là ngọt và êm luôn. Đi đường dài cỡ 100-200 cây số là ngọt xớt ngọt sơ, không thành vấn đề. Nói chung là xe rất là ok anh chị. Vừa ý nha. 120. Em này là Hyundai, Hyundai Getz bản đủ nhập khẩu Hàn Quốc 2009. Đó, bán cho anh chị là 100. Hôm nay để cho anh chị 140. Đang bán là 145 triệu. Dọn loại sạch bóng rồi, đẹp ken luôn. Đang bán là 145, hôm nay để cho anh chị 140. Vỏ lốp thì còn ok, đăng kiểm thì còn tới đăng kiểm là còn tới tháng 6 2024. Còn lâu, đăng kiểm còn rất là lâu. Nhìn chung thì xe rất là gọn và đẹp, lên là nổ máy là chạy thôi, không cần phải làm gì hết. Nội thất sạch đẹp, ô đô chạy hơn 100.000, 100.000 gì đó. Hơn 100.000, máy móc thì êm, cực kỳ êm và vừa ý luôn. Gầm bệ cũng như là máy móc là êm ru luôn chị. Rồi để cho anh chị 140 nha, Hyundai Getz đời 2009. Ai mà mới có bằng lái hoặc là có bằng lái lâu rồi cũng được, nhưng mà tầm tài chính ít ít thì con xe này cũng là rất là phù hợp nha anh chị. Chạy êm, nhẹ, ít hao xăng và chi phí sửa chữa thấp, bền, cực kỳ bền luôn. Êm lắm, êm hơn Morning. Nói chung là chạy êm vừa ý, không có so sánh nhưng mà rất là êm. Xe này Tâm để cho anh chị là 140 nha. Hyundai Getz màu vàng cát 2009 số sàn bản đủ 140 triệu. Vios, Vios 2022 bản G, số tự động là bản G anh chị. À, số tự động nó có hai bản, bản G với bản E. Xe này bản G là bản cao cấp rồi ha. Bản G 2022 chạy được 14.000 cây số, mới lắm. Rất là mới luôn, đăng kiểm còn tới tháng 7 2024. Màu đỏ đô một chủ mua mới biển Bình Dương. Odo 15.000 cây số chị, 2022, đèn full led rồi. Biển số Bình Dương nha. Vỏ lốp rin hết, nói chung là cái xe không có gì để nói luôn, mới tinh, thơm phức. Bán cho anh chị là 500. Hôm nay giảm 10 triệu là 490 nha anh chị. Đây nội thất nè. Ghế da, màn hình cam ve, rồi ga tự động, rồi cruise control, đời nổ Sita top, rồi cân bằng điện tử, rồi 7 túi khí an toàn, đèn led, đèn trước đèn sau là đèn led, rồi đồng hồ điện tử. Thì chỉ có cái xe bản G nó mới có những cái tính năng đó ha, còn bản E là không có nha. Đó, đăng kiểm thì còn tới 2024 tháng 7 2024. Vỏ lốp là 14 15.000, nó mới dữ lắm anh chị. Xe rất là mới và vừa ý luôn ha. Tâm bán xe này cho anh chị là 490 nha. Đó, xe anh chị nhớ bản số nè, 490 triệu đó. Một chủ mua mới biển Bình Dương.
Em này, Kia Sorento 2019 form mới, biển số 93 Bình Phước, màu trắng ngọc trai, odo chạy 60 mấy ngàn, rất là đẹp, vừa ý anh chị, rất là vừa ý luôn. Máy móc thì khỏi chơi rồi, nguyên rin, mâm 16 inch, số sàn có một bảng rồi nha, này có ga tự động Glow Control nữa, trần 5D, gập gương auto, ghế da theo xe, còn tươi và đẹp dữ lắm, màu trắng ngọc trai nha anh chị. Xe này bên Tâm bán cho anh chị là 300, xin lỗi, 300 đâu được, đang bán nhiêu, đang bán 415, hôm nay để cho anh chị là 405. Kia Sorento 2019, số sàn, động cơ là 1.6 số sàn, xe mới lắm, máy móc là bao rin 100%, 415 triệu, hôm nay để cho anh chị là 405 triệu, giảm 10 rồi còn 405 nha. Kia Sorento số sàn 405. Em này là Kia, không phải, Hyundai Kona 2019, động cơ là 2.0 máy xăng, 5 chỗ ngồi gầm cao, SUV, một chủ mua mới, xe thì khỏi bàn, miễn trên vậy, mới lắm. Sơn rin thì hầu như là còn rất là nhiều, khoảng trên 90, không lỗi lầm. Đăng kiểm thì còn tới tháng 9 2024. Vỏ thì 4 4 vỏ mới thay. Bán cho anh chị là 465 triệu, hôm nay tâm để cho anh chị là 460 triệu. Hyundai Kona 2019. Đó. Số sàn số tự động nha, 2019 gầm cao 460 triệu. Xe odo chạy được 50.000. Còn khá là mới, không lỗi lầm. Bữa có hai con mà chốt một con, chốt con 2021 và còn con này 2019. Tâm để cho anh chị là, rồi điện thoại gì mà nó mờ tịt vậy ta, để cho anh chị là 4 406. Năm chục ngàn cây số, 460 triệu, xe đẹp, trần nỉ nguyên rin, ghế nỉ nguyên rin, máy là rin 100% anh chị, chưa đụng một con ốc. Bán cho anh chị là 460 nha. Xe này màu trắng ngọc trai, mới lắm, nước sơn mới ken luôn, và ở đây đang làm công trình nên nó hơi bụi, bụi bám nhiều nha. Xe biển Bình Dương, số Bình Dương, một chủ, 2019. Này là Mazda 2S, bản hatchback 2013, 60 mấy 70 ngàn cây số, chất xe thì thôi miễn bàn. Đang bán cho anh chị là 209, hôm nay giảm cho anh chị là còn 275 triệu, 275 triệu nha anh chị. Mazda 2 bản S 2019, 2013, ở đồ 60 mấy 70 ngàn, nội thất rất là đẹp, để cho anh chị là 275, 275, động cơ là 1.5, số tự động như vậy, 275 triệu, mua xe này đi rất là đẹp anh chị ạ, rất là đẹp luôn, ô đô mới có 50 mấy 60 ngàn à. Chắc xe nhìn nè, cái máy là bao rin 100% nha, 2013, 275 triệu, xe đẹp anh chị, bản S 2013, Hyundai Accent 2021, số tự động bản đủ, số sàn bản đủ, số sàn bản đủ nha, biển số 49 màu vàng đồng, xe này rất là lâu rồi, bán chưa được, đang bán cho anh chị là 430, giảm xuống còn 420, giảm xuống còn 401, 400, bây giờ bán cho anh chị là 395 triệu, bản đủ, 26.000 cây số, mới lắm, 5 vỏ theo xe, dự phòng chưa xài, nỉ niết gì, nói chung là xe rất là mới, màu vàng đồng, sơn zin muốn hết xe luôn, tuốt nhẹ nhẹ một hai chỗ à. Bán cho anh chị là 400, đang bán là 400 400, hơn 400, giờ bán cho anh chị là 395, giảm riết, giảm chừng nào bán được thôi, nhưng mà vẫn rẻ nha anh chị, thấy mấy đơn vị khác là bán 400 mấy không á, này 2021 còn mới, bán cho anh chị là 395 nha, màu vàng đồng, xe chuẩn 20 mấy ngàn cây số, đẹp lắm, màu vàng đồng nha anh chị, 20 mấy ngàn cây à, 395 bao hồ sơ nha, này là hầu như là thu hồi vốn rồi. Em này nữa, em này cũng rất là lâu, từ hồi Tết tới giờ nay là 7-8 tháng à, lỗ nhiều. Này tâm để cho anh chị là 505, hỏi mua là 540, 535 giờ để cho anh chị là 505 đó. Cái kinh doanh nó như vậy anh chị, lâu lâu là cũng phải chấp nhận thương đau nha.
Hồi đó giờ là tao bán 555 triệu, xong giảm 545, giảm 535, 525, giờ để cho anh chị là 505. Đời 2020 nhưng mà được cái form mới, bản clip. Đó, để cho anh chị là 505. Xe đẹp lắm. Rất là đẹp. 505 triệu nha anh chị. 505 triệu. Xe đẹp á, Euro 40.000, vỏ lốp zin hết, màu xám lông chuột. 505 triệu anh chị. Form mới nha. Anh chị phải lưu ý là Mazda nó có cuối 2020 là nó đổi form rồi. Còn 2019 là còn form cũ, đèn khác, mặt ca lăng khác, nội thất có, nói chung là khác rất là nhiều điểm. Form mới, form của 21, 22, 23 đó anh chị. Cái này là form mới của 21, 22, 23, đăng kiểm còn tới tháng 7 2024. Đang bán cho anh chị là 545 triệu, 555 triệu. Hôm nay tạm giảm xuống còn 505 triệu nha anh chị. Mã số Bình Dương 76833. Mazda 3 2020, form mới, form bây giờ 505. Lỗ nhiều, quá quá lỗ. Lâu lâu có hai con lỗ. Con này là con VOS 2021 bản G, form mới số tự động. Đó, bản G form mới số tự động. Điện cho Thành, cho nó điện chi à, em? Bố vô bố hỏi Nhẫn coi thằng Thành nó điện kia, điện nãy giờ. Cái này Vios bản G nha anh chị, Vios bản G 2021. Vios bản G 2021 chạy được bản G 2021. Mà chạy được ba chục ba mấy ngàn nha anh chị. Sơn rin cả xe, nói chung là một chủ mua mới. Chất xe rất là đẹp. Ưng ý anh chị. Ý là em điện là em hỏi nó coi điện có gì không. Cái này riêng nha anh chị. Có đầy đủ hết tính năng anh chị ạ. Nó có đèn LED, nó có ga tự động, nó có tất cả những cái gì mà hiện đại nhất. Anh em ơi. Hình như là 200 mà anh đang làm video thì cứ giao xe đi không sao đâu em. Hoặc là em coi cái màn hình mà chụp thành công á, chuyển tiền thành công á, em coi cái đó là được rồi. Tí anh coi anh báo lại giờ có về về đi nha. Nội thất nè anh chị. Nội thất rất là mới luôn. Xe mà chạy ba mấy ngàn mà full lịch sử hãng thì anh chị cũng biết ha. Chạy ba mấy ngàn full lịch sử hãng. Xe này là 2021 form mới à. Đang bán cho anh chị là 500, hôm nay để cho anh chị là 485. Cắt xuống 15 triệu nha, 485. 2021 ba mấy ngàn. 485 anh chị. Ồ, cái xe mà chậm là tâm xuống mạnh lắm, xuống mạnh để cho xây được cái vốn cũng như là ra được cái xe rồi mua xe mới về phục vụ tiếp. Này form mới hoàn toàn rồi nha, đèn full LED à. 485 anh chị. Em này Xpander mới về 2020, nhập khẩu số sàn, nhập khẩu Indo số sàn, Euro 70.000, vỏ còn được hai cái, thay hai cái rồi, 435 triệu, số sàn 65.000 cây số, 435 triệu anh chị. Vỏ sau còn rin chạy êm, không kêu không hú gì hết. Mình thùng nước sơn thì rin rất là nhiều. Một chủ mua mới, biển biển số 93 Bình Phước, màu bạc. À, xe này tâm bán là 435 triệu, số sàn bản đủ nha anh chị. 435 2020 mâm phay và xoắn rồi, 20 là mâm xoắn anh chị. 2020 chạy được 65.000 cây số, số sàn bản đủ, xe tươi và đẹp. Lên màn hình đồ chơi đầy đủ, có cam hành trình và màn hình Android lớn, chìa khóa còn hai cái, nội thất ghế da, chất xe rất là vừa ý anh chị, rất vừa ý, không lỗi lầm nha. Màu bạc, 435 triệu 2020, số sàn bản đủ. Kia Sorento này là 2019, màu xanh, giấy tờ màu xanh đúng chuẩn luôn, màu xanh Kawasaki, màu xanh này xanh gì không biết, nói bậy người ta cười. Nói chung là Kia Sorento màu xanh, Odo chạy 50 mấy ngàn, xe rin chuẩn không lỗi lầm, đẹp lắm anh chị. Tâm bán cho anh chị là 309 nha.
hoặc là 385 cũng được, 385 được lên nhiều đồ chơi. Màn hình Android 51.000 cây, ghế da theo xe, trần nỉ nguyên rin, đẹp tươi. Coi xe ha anh, anh coi đi, tươi đẹp lắm anh chị, tươi đẹp. 219, rộng rãi, có cửa gió sau, có ga tự động rồi, cruise control, có đề nổ start-stop. Cái số sàn của con Kia này thì nó quá sang chảnh rồi, nó đầy đủ luôn anh chị, có đề nổ start-stop luôn. Em này là em Cru 2010, đăng ký 2011, số sàn. Xe được xe thôi chứ không có xuất sắc, không có đẹp, được xe. Bán cho anh chị 170. Này là đổ xăng chạy thôi, không còn phải làm gì hết. Từ động cơ, hộp số, máy móc là êm ru luôn. Mở đèn lên bố. Động cơ, hộp số, máy móc êm ru anh chị. Cru 2010, đăng ký 11. Xe đẹp, sạch, nội thất mới lắm. Giao cho anh chị 170 nha, bao hồ sơ, biển số là 47 Đắk Lắk. Đó, để cho anh chị là 170 triệu nha. Xe này ở đâu chạy đâu đó hơn 100.000. Đang bán là 185, giảm 175, hôm nay để cho anh chị là 170. Cru. Biển số 47. Còn tiếp theo nữa là em này, Civic. Honda Civic. Honda Civic 2018, lăn bánh 2019 màu đen. Được trang bị đồ chơi khá là nhiều, đèn full led đẹp lắm anh chị, rất là đẹp luôn. Nổ máy xe này lên mở cái đèn cái bố, nổ máy lên mở đèn ấy. Chạy được 60.000 màu đen, xe rin nha anh chị, xe này cực kỳ rin luôn. 2018 đăng ký 2019, động cơ là 1.8 bản E, để cho anh chị là 485 triệu, 485 triệu, 2018 đăng ký 2019, 485 triệu nha. Đăng kiểm tới mới đăng kiểm tháng 10 2025. Xe này là màu đen nha anh chị. Số Bình Dương. Xe này bên Tâm đang đứng tên, sang tên, chuyển dùng, đổi chủ, ký ủy quyền, nói chung là rất là dễ và đơn giản luôn. Civic thì anh chị biết rồi, nó rất là mượt mà, cực kỳ mượt mà và đã luôn, cảm giác lái thì thôi phê, rất là phê. Đây anh chị coi nè, nội thất cực kỳ là vừa ý, ghế điện nha, ghế lái chỉnh điện, nội thất là riêng theo xe hết, có ga tự động rồi cruise control, có lịch sử bảo dưỡng hãng, cân bằng điện tử, màn hình Android, 3 chế độ lái, đề nổ start-stop, thắng tay điện tử, đẹp lắm. Cái xe nó vừa ý làm sao á, nhìn nó vừa mắt lắm anh chị. Nói chung là dọn với một cái cách là thể thao nhưng mà vẫn giữ được cái chất rin, nên đăng kiểm nó bình thường nha anh chị, đăng kiểm hết sức là bình thường và vừa ý luôn. Xe này biển Bình Dương, chính chủ công chứng, màu đen, 60.000, Civic bản E 2018, bán cho anh chị là 485 triệu, và hôm nay Tâm để cho anh chị là 480 triệu luôn nha, 480 triệu Civic màu đen 2018, động cơ là 1.8 bản E, rất là mới và vừa ý nha anh chị. Mới về cái i10 2020 màu đỏ, bản full nhất luôn. 2020 2018 thì nó có 4 tấn đĩa rồi, nên 2020 là dĩ nhiên là phải có 4 tấn đĩa rồi anh chị. Vỏ lớp là theo xe hết, tầng thứ 34 2020. Vỏ này là tầng thứ 34 2020. Chạy mới có 12.000 cây số thôi, mới tinh nè. À. Đó, cực kỳ mới luôn. Mới vừa về chưa rửa ráy gì hết. Chưa rửa, chưa vệ sinh. Sơn rin hà hầu như nguyên xe luôn đó chị. Rin hết, được lên màn hình Android rồi. Vỏ lớp theo xe, bánh xe cua chưa xài. Xe rất là mới và vừa ý nha. Này không có gì để tả luôn. i10 hatchback 2020, 12.000 cây số chuẩn. Sai Tâm chịu trách nhiệm hết. Bán cho anh chị là 335 triệu nha, 2020, 12.000 cây. Cái quan trọng nhất ở đây là 12.000 cây nha anh chị, 12.000 cây đó. 2020 335 triệu, 4 máy 1.2 bản đủ, 4 tấn đĩa, bản đủ nhất luôn á, hatchback 335. Em này là em Cruise, Cruise rất là đẹp,
Rồi mà bây giờ tìm cái sản phẩm cỡ này là hiếm á, chứ không phải dễ đâu chị. 2017 số tự động bản LTZ Odo chạy 60 mấy ngàn, máy bao rin 100%, chưa hề đụng một con ốc nào mới được. Chứ cờ ru này mà nó đụng đậy là khó khó ăn lắm. Xe này thì rin 100% nha chị, nước sơn cũng như là keo chỉ, động cơ hộp số rin hết, rin hoàn toàn, bốn cái vỏ mới và đăng kiểm thì tới 2 năm nữa. Xe đẹp màu bạc, 330 triệu, số tự động nha chị, 1.8, động cơ là 1.8 số tự động, 330 triệu. Đó, tâm để cho anh chị là 330 nha. Cru 2017 số tự động mà xe rất đẹp màu bạc. Chạy có 6 mấy ngàn thôi, sơn rin thì còn trên 90 đó anh chị. Nội thất thì ưng ý. Mở cửa là một chạm, đề nổ Startup, cửa sổ trời, ga tự động. Lên được màn hình, lên được HUD kính, lên được là cảm biến áp suất lốp, nhiều quá trời nhiều luôn. Cái xe này lên đồ chơi mê luôn, 330 anh chị. Tâm cắt lỗ con Accent này nha anh chị. Accent này đang bán cho anh chị là 370 triệu, 2018 bản đặc biệt, số tự động bản đặc biệt, Euro là 7-80 ngàn gì đó. Xe thì chuẩn, rất là đẹp, không lỗi lầm, màu trắng ngọc trai, biển số 49 Lâm Đồng. Xe này Tâm sẽ bán cho anh chị với cái mức giá là 370, hôm nay giảm xuống cho anh chị 10 triệu còn 360. Giảm 10 triệu, hẳn 10 triệu luôn. Anh em ơi. Em điện cho anh Nhẫn ơi nha, anh đang làm clip, em điện cho thoại 168 cũng được. Điện cho anh Nhẫn, điện cho anh Nhẫn có. Rồi anh chị coi nha. Xe này là Hyundai Accent bản đặc biệt 2018. Odo bao nhiêu cơ? Odo 90 ngàn bản đặc biệt. Bản đặc biệt thì nó có ga tự động, có cửa sổ trời, có nhiều thứ lắm. Cân bằng, đề nổ, Startup, thắng ABS. Mà chạy 90 ngàn rồi, chạy hơi nhiều. Bán cho anh chị 360 số tự động nha. Số tự động bao rút hồ sơ, biển số 49 Lâm Đồng. Còn nếu như anh chị chưa thấy vừa ý thì để đi, từ từ Tâm không bán được Tâm giảm nữa. Chứ bây giờ giảm là giá này là ngay vốn rồi. Bữa nhân viên nó đi coi xe này nó chạy hơi nhiều, Tâm cũng không hài lòng lắm. Nhưng mà bù lại cái giá cực kỳ tốt anh chị. 360 có con xe Hyundai Accent bản đặc biệt, số tự động thì tìm ở đâu mà ra. Tâm để là 360 nha anh chị, 360 triệu. Hyundai Accent bản đặc biệt 2018, 90 ngàn cây số tự động. 360 triệu. Tota Rut 2020, 50 mấy ngàn cây, 7 chỗ ngồi, số tự động, động cơ là 1.5. Xe này thì đăng kiểm là tháng 7 2024, màu đỏ đô. Xe này sơn rin là cũng hết xe, không có lỗi lầm gì hết, sơn rin là còn trên 90, 7 chỗ 5 vỏ theo xe hết anh chị. 2020 đó, Euro chạy 50 ngàn, biển thành phố, tư nhân, một chủ từ đầu, bán cho anh chị là 498 triệu, hôm nay Tâm để cho anh chị là 409 nha, giảm 409, 7 chỗ ngồi. Toyota Rush 2020 nhập khẩu Indo, số tự động 1.5, 7 chỗ. Xe này cũng đang hot, rất là hot nha anh chị. Nội thất đẹp, tinh tươm nè. 498, giảm còn 409. Toyota Rush 2020. Động cơ là 1.5 máy xăng, 7 chỗ ngồi. Để cho anh chị là 409. Innova 2009. Innova 2009. Số sàn bản G đủ. Bản đủ anh chị, bản G á. Chạy 140 ngàn, máy móc nguyên rin, keo chỉ là nguyên rin, không lỗi lầm. Đang bán cho anh chị là 260. Hôm nay giảm xuống cho anh chị là 255. Màn hình Android, đồ chơi đầy đủ, đăng kiểm mới, nội thất rất là sạch và đẹp luôn. 255 triệu, 255 triệu, 2009 bản G số sàn, 255 triệu, xe đẹp. Innova bản G 2009, 255 triệu, xe đẹp anh chị. Số Bình Dương, một chủ quỹ quyền cho Tâm.
sang tên rồi nhưng mà mới ủy quyền cho Tâm có lần đầu chứ không phải là một chủ là nói sai. Tiếp theo đây nữa là em này, Innova đời 2016 phong mới, đang bán cho anh chị là 440, xe màu đồng ánh kim. Xe thì nếu mà nói về nhan sắc của em nó thì tuyệt vời, từ cái đèn đuốc, gầm bệ, máy móc, động cơ hộp số là như ý hết, nó mới tinh. Nội thất cũng vậy, nó rất là mới, màu đồng ánh kim biển Sài Gòn, đăng kiểm thì còn tới 2024. Màu đồng ánh kim nha anh chị. Xe này nội thất thì thôi tuyệt vời. 2016 phong mới là chạy được bao nhiêu cây số? 110.000 cây số. 110.000 xịn, qua lăng cần số rất là đẹp, không có một vết mòn luôn. 2016 phong mới 440, hôm nay để cho anh chị là 430. 430 màu đồng ánh kim, 2016 phong mới 430. Xe đẹp, tùy theo xe nha anh chị, 430. Em này 208. 208 phong mới. 208 phong mới đang bán cho anh chị là 250. Đó, nhưng mà chưa bán được, giảm xuống 10 triệu 240. 240 anh chị. Innova bản G đời 2008 phong mới. Phong mới là cái này, cái này màu vàng nghệ, còn phong cũ là cái này màu màu đỏ sẫm. Màu vàng nghệ rất là mới nha. Coi ai cho ai lên tiếp cái ông khách giùm cái anh Bình. Coi ai trong nhà ra tiếp giùm cái. Trong nhà chứ đâu. Lên màn hình cam hành trình. Nội thất rất là tươi và đẹp anh chị. Ghế da. Nhà trước á. Nội thất đẹp lắm anh chị ạ. Ghế da trần nỉ ni lông, nói chung là xe đẹp. Nỉ rin bên trong còn nguyên. Táp lô táp bi rất là đẹp anh chị. Rất là đẹp, rất là vừa ý. Xe này thì khỏi phải chơi miễn bàn anh chị ơi. Tâm đang bán cho anh chị là 250, giảm xuống 10 triệu còn 240. Còn 240 nha anh chị. Innova bản G 2008 phong mới. 240. Xe này Forerunner 2014 nhập khẩu. Nhập khẩu Thái Lan, số sàn một chủ mua mới, Odo chuẩn 100.000 anh chị. Odo 100.000, xe đẹp. Trần nỉ nguyên rin bọc ni lông, ghế da. Nói chung là xe đẹp lắm anh chị, vừa ý. 2014. 2014, xe nhập Thái nha. À, một chủ mua mới, xe chuẩn đẹp anh chị ạ, không lỗi lầm. Máy rin 100%. Và Odo ít nha, Odo đúng 100.000. Mình thùng nước sơn đẹp lắm, xe cực kỳ đẹp anh chị, nhập Thái 2014, số sàn. Này là bên Tâm đang bán cho anh chị là 328 triệu, hôm nay giảm xuống 10 triệu còn 318. Đăng kiểm còn tới tháng 1 2024. 318 anh chị. Xe đẹp nha, 2014 xe đẹp. Máy rin 318 anh chị. Mới về con i10, i10 bản đủ số sàn 2017. 2017 biển Sài Gòn bản đủ nha anh chị. Số sàn bản đủ 2017. Form mới rồi ha. Đây anh chị coi nha. Biển số Sài Gòn 13908, màu đỏ đô. Chạy ít thôi, chưa tới 100.000. Trăm hơn 100.000 gì đó. Em chưa coi nữa, nhưng mà xe chuẩn anh chị. Nè, nhìn nó vừa mắt ha. Nội thất thì bọc lại một bộ ghế da màu đỏ. Này có full lịch sử hãng nè, 90 mấy ngàn, 90 mấy ngàn anh chị, có bảo dưỡng đầy đủ. Bản đủ thì có đề nổ startup, có phím bấm tích hợp trên qua lăng và có thắng ABS, có gập gương auto. Đề nổ startup nha anh chị, xe này chạy được 90.000 rồi. Tâm đang bán cho anh chị là xe này là 250, bản đủ nha. Bản đủ 2017, đăng ký 2018, form mới thì anh chị biết nè. Cái đèn này là nó có hai cái đèn, form cũ nó có một cái đèn tròn, form mới thì hai cái đèn cốp nữa, đẹp. Bán cho anh chị là 250, 248 triệu ha. 2017 form mới nha, 248 triệu, i10 bản đủ, sedan hai đầu. Cái này tâm nghĩ là giá này rất là phù hợp, bởi vì bản thiếu không bây giờ nó cũng đã 23, 24 rồi.
cái này bản đủ mà xe máy riêng chuẩn, không lỗi lầm nha. Màu đỏ đô, vỏ lốp còn ok và chất lượng xe thì rất là vừa ý, được lên full đồ chơi rồi. Đăng kiểm còn tới tháng 5 2025, tức là xe này đăng kiểm 2 năm nha anh chị. Biển số thành phố Hồ Chí Minh, vỏ lốp còn mới, nội thất đẹp, được lên full đồ chơi, đăng kiểm dài 248 triệu. Anh chị liên hệ Tâm để sở hữu em nói nha. Em này là Accent, Accent bản đặc biệt 2020, đăng ký 2021. Bản đặc biệt và form mới thì nó mới có đề nổ từ xa nha. Nếu như mà form cũ thì chưa có đề nổ từ xa. Đây là màu đỏ đô, chạy được đúng 30.000 cây số, 5 vỏ theo xe. Sơn rin thì hầu như là trên 95%, không lỗi lầm nha anh chị. Hyundai Accent một chủ mua mới, bản full, cửa sổ trời, ga tự động. À, form có đề nổ từ xa mới là form mới nha. Form này cùng form với lại 21, 22, 23. Tâm đang bán cho anh chị là 430 nha anh chị, 430. Hyundai Accent 2020 đăng ký 21, form mới, bản đặc biệt 30.000 cây số, 430 triệu. Xe thì miễn bàn khỏi chơi, trần nỉ nguyên rin, ghế da bọc lại nhưng mà mình không thích thì mình cứ lột ra, bên trong vẫn còn ghế rin theo xe. Giá xe ưng ý anh chị, ưng ý, vừa vừa lòng. Đồ chơi đầy đủ. Có cửa gió sau 2020, cuối 2020, tháng 12 2020, bước qua 21 mới có form mới anh chị. Xe này được cái form mới 430 bao hồ sơ. Accent 2022. À, bản tiêu chuẩn số tự động, chạy được 20 mấy ngàn cây số, biển số Bình Dương, cũng là màu đỏ luôn. Xe này bên Tâm đang bán là 435 triệu. Hôm nay giảm xuống cho anh chị 10 triệu còn 425 triệu nha. 425 triệu và giảm xuống cho anh chị là 425. 425 mà giảm nữa là thua. Ngày bữa mua 417 rồi. Để cho anh chị 420 cũng được. Đó, lấy ngay vốn. Tâm rất là rõ ràng trong việc kinh doanh. Cái nào mà bán chưa được thì mình cứ xả vốn ra, đừng lỗ là được. Rồi lấy xe khác về kiếm lời. Xe này nếu anh chị mua vào thời điểm này thì cực kỳ là tốt luôn. Nếu như anh chị mua hôm nay, Tâm để cho anh chị là 420, 2022, euro 20 mấy ngàn, euro 20 ngàn, xe rất là tươi và đẹp, rin hết, lịch sử bảo dưỡng hãng là full, trần nỉ nguyên rin, ghế da nguyên rin. Xe này bên Tâm bán cho anh chị là 435, giảm xuống 425, giờ giảm xuống 420 là giá cuối cùng nha anh chị. Nếu mà được thì ủng hộ Tâm nha. Con Accent 2022 mà chạy mới có 20 ngàn thôi. Đó, biển số Bình Dương, không lỗi lầm, mới tinh. 420, số tự động nha. La City đời 2009, máy rin, máy êm, vừa ý, vỏ mới, đăng kiểm còn dài, chất xe được, bán cho anh chị là 130. 130, xe này là mua về đổ xăng chạy thôi, chẳng phải làm gì hết, trần nỉ nguyên rin, táp lô táp bi, xe đẹp. 130 nha anh chị. 209, 4 vỏ mới, đăng kiểm dài, 130 triệu, mua về xài không tốn 1 ngàn. Đời 209, 130 nha anh chị. Hyundai Elantra 2022, 5.000 cây số, 450, đang bán 475, cắt 25 triệu, bán cho anh chị 450. 450 là ngay giá vốn nha. Rồi bán cái xe này kiếm mười mấy, 20 á, mười mấy á, dọn dẹp nữa còn 10 mấy triệu á. Hôm nay Tâm xả cho anh chị là giá vốn. Xe chạy đúng 5.000 cây số, sai Tâm chịu hết. 2022, màu trắng ngọc trai, dạng như là đang ru đai, còn bảo hành hãng tới 2025. Hyundai Elantra số sàn, số sàn bán đủ. Đó, bán cho anh chị là 450, đang bán 475, giảm xuống cho anh chị 25 triệu, 450. Đúng 5.000 cây, chẳng khác gì xe mới anh chị. Chẳng khác gì xe mới, 450. Đang bán 475, giảm 25 triệu nha anh chị. Tâm chơi mạnh như vậy để cho nó kịp thời vụ, chứ không là rớt liền. Bây giờ xe ô tô mà cứ mình càng để là nó sẽ bị xuống giá, nên Tâm sẽ xoay theo cách làm riêng của mình thì nó cũng rất là hiệu quả. Khách hàng thấy giá hợp lý thì khách hàng chốt ủng hộ. Rồi con này là con Vios, Vios số sàn 2021, form mới hoàn toàn màu đen, Odo được 40 mấy ngàn, vỏ lốp còn rin, chất xe đẹp không lỗi lầm, máy móc động cơ hộp số nước sơn là xe đẹp đó anh chị, từ đầu tới đuôi luôn. Tâm để cho anh chị là 408 triệu.
hôm nay giảm xuống cho anh chị là còn giảm 10 triệu 398 triệu cho con Vios, Vios 2021 form mới màu đen số Tiền Giang 398 triệu, Vios số sàn bảng E form mới 2021 đăng ký 22 398 triệu. cho con Vios số sàn bảng E 2021 form mới nha. Cái này bụi nha anh chị, bụi khủng khiếp ở đây nè. Morning 2018 số tự động bản SI 2018 chạy 40.000 cây số. Chất xe đẹp và riêng nha anh chị. 295 triệu giảm 10 còn 285. Đăng kiểm mới. Máy riêng chạy thì miễn bàn khỏi chơi. Bản đủ nha. 295 giảm 10 còn 285. 2018 bản đủ SI. Kia Morning bản SI 40 mấy ngàn cây số. Xe thì khỏi nói à, miễn chơi nha chị. Và ta mới về cái Wigo nữa nha. Wigo 2019. Wigo 2019 40 mấy ngàn cây. 40 mấy 50 ngàn cây anh chị. Quá đẹp. Màu cam. Sơn rin hầu như là nguyên xe. Khoảng cũng trên 90. Tâm lựa xe đẹp không à, bởi vì anh chị hỏi ông này sao xe nào cũng nước sơn 90. Lựa xe đẹp mới mua. Xe xấu thì tính theo xe xấu, nhưng mà đây là toàn bộ là xe đẹp hết. Đồ chơi là bích bùng. Được lên màn hình Android. Vỏ lốp thì còn mới. Đăng kiểm thì còn mới. Đăng kiểm tới tháng 5 2025. Gia chủ bán xe tặng theo cái thùng này là cái lều nè anh chị. Đi mua cũng hơn 10 triệu cho theo luôn nha. Tâm cũng cho theo luôn chứ cũng không lấy làm gì. Xe đẹp lắm. Màu cam 2019 mà chạy có 40 mấy ngàn cây thôi. Số tự động. Bán cho anh chị bà con mình là 295 triệu. Số tự động nha. Wigo nhập khẩu số tự động. Mâm rin theo xe còn. 4 vỏ là vỏ chủ xe thay vỏ Michelin. 4 vỏ Michelin mới tinh. Michelin mới tinh, đồ chơi đầy đủ. Xe rất là mới. Màu cam. Bán cho anh chị là 295. Mâm theo xe là còn đây nha. Tâm bán tâm cho theo mâm luôn. Đây. Đây là 4 mâm theo xe này. Đó, tâm để cho anh chị là 295 triệu. Rồi, nhiều xe lắm. Tâm còn nhiều, ở ngoài giờ còn khoảng mười mấy xe đang dọn nữa. Rồi, ở trong kho thì khách cọc cũng mười mấy xe. Nên xe, lượng xe bên Tâm thì lúc nào cũng khoảng 70 xe. 70 đầu xe chờ anh chị đến để phục vụ. Nói chung là Tâm mua đa dòng, đa chức năng và đa sản phẩm. Các dòng của thương hiệu. Đa phần là xài thương hiệu. Trung Quốc đâu là không có xài thương hiệu hết. Chỉ có một số xe là hơi cỏ cỏ, ví dụ như mấy chục triệu, trăm triệu, trăm mấy chục triệu thì có, đó là xe đổi của khách. Còn toàn bộ là Tâm đi mua vào là lựa xe không, mà đa phần xe đổi của khách là bán quầy vốn như lỗ không, tại mấy cái xe nó hơi bị dập. Còn xe mà bên Tâm mua đã lựa rồi là chiếc nào cũng có lời hết. Còn những cái xe nào vô duyên thì bắt buộc mình phải xả lỗ theo thời gian, bởi vì giá xe mới nó tụt giảm thì xe mình cũng phải hạ giá. Thì kinh doanh như vậy thì mình mới nắm bắt được cái nhịp. Rất là nhiều sự lựa chọn tại công ty ô tô Duy Tâm. Mong anh chị bà con yêu thương hãy cho một bấm nút đăng ký, like và chia sẻ, gọi điện nhắn tin. Tâm sẽ hỗ trợ cho bà con những gì cần thiết, và những gì bà con thắc mắc thì Tâm sẽ giải đáp hết thắc mắc cho bà con nha. Tâm xin chân thành cảm ơn và luôn luôn sẽ phục vụ cho anh chị bà con với một cái tinh thần là người làm kinh doanh nhiệt tình nhất và thoải mái nhất. Chưa bao giờ để làm cho anh chị bà con cảm thấy thất vọng và không vừa lòng ở ô tô Duy Tâm nha anh chị. Tâm cảm ơn rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại bà con. Nhớ gọi vào số hotline là 0917 215 512 nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.